Hello anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Điện tử Auto Hành Văn Hành Dương. Hôm nay buổi chiều 17 tháng 3 2020, anh Nguyễn lên nhà em Đỗ Xuân Mạnh ở Châu Phong, Quế Võ, Bắc Linh lắp một bộ karaoke. Thì trong cái bộ hát này anh Nguyễn sẽ sử dụng một đôi loa chính hãng ngày đẹp ấy, đủ tùa đôi loa chính hãng đôi loa này là đôi loa Sotop, model đó là X12 bát 30 tép kèn, đầu loa đánh rất hay luôn. Đẩy TD Acoustic là A550SA, bằng số DB Acoustic S700, Mic X2 lực tiếng hay đổi P200, quản lý nguồn JBL. Các bác theo đợi em một chút nữa, anh sẽ test âm, test nhạc xong sẽ phốt để các cùng nghe và tham khảo chất âm của đôi loa Sotop Bass 30 model là FX12, nó sẽ hay như nào. Đây đường vào nhà em nhau nhá. Hiện tại anh Nguyễn đang có mặt tại nhà em Mạnh nhá. Ấy, bác nhìn biệt thự này có thể thu hoàng nhất nhì ở Quế Võ Bắc Linh. Khu biệt thự đặc biệt và ngay sát cạnh phòng karaoke rồi đấy. Phòng karaoke của Bảo Anh karaoke. Đấy con xoắn gì nữa. VIP. Khu này rất là đẹp quá nhá. Trên cầu Bình Tha một tí thì chưa cánh đồng giàu nhất nhì Bắc Linh. Bộ hát anh Nguyễn đang hoàn thiện xong. Thì bộ này có một câu hình rất là đẹp anh nhá. Thứ nhất đôi loa ST Sotop FX12 bắt đầu 10, hàng sản xuất theo công nghệ của Mỹ và quả súp Modivity bắt 40. Một không gian rất là đẹp. Ông chủ đang test mic để kiểm tra. Thích những cái đồng hồ to à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cùng đầu đời xin bao nhiêu nay tìm trong ra muốn bao nhiêu cuộc tình ấy tìm đâu đây ôi hình dung ngơ ngác em buồn nên dù thật do núi mây màn có bao giờ quên nỗi tim tan. Yeah.